Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh của mình. Và mình là Cô Ca. Hôm nay mình có bạn cùng khám phá trong đơn hàng. Lần này chúng ta sẽ có những gì các bạn? Trong màn hình của các bạn, chúng ta sẽ cùng khám phá những bộ truyện đến từ nhà xuất bản trẻ IBM và của Mori Manga nhé các bạn. Chúng ta ở đây sẽ có là rất là nhiều bộ truyện của rất là nhiều nhà xuất bản nha. Mình chỉ kể trên 3 nhà xuất bản điển hình thôi nha. Ở trong video này và có một số nhà xuất bản khác nữa các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng khám phá những tập truyện này. Chúng ta sẽ có World Art Online tập 25 nha các bạn. Firefox tập 7 nè, rất là dễ thương đáng yêu nha các bạn. Văn phòng hấm tử với vật tập 17 đã theo đuổi gần sát bên Nhật luôn các bạn. 3x3 ai cô bé ba mắt nha các bạn. Tập 8 rồi Kingdom tập 51 kỳ án siêu nhiên tập 15 nha các bạn. Ali in Borderland tập 11 Bloodcrawler bản đen nha các bạn. Tập 20 Suki bần bơ phiên bản đặc biệt tập 5 nha các bạn. Và chúng ta sẽ có một bộ truyện mới, đó là Nàng quỷ nơi góc phố tập 1 nha các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ có Lamy to the Moon tập làm dễ thương được chưa tập 6 nha các bạn. Rồi tập 12 của Việt Mai suốt 500 năm tôi đều mát lúc nào không hay. Chúng ta có phương pháp đào tạo nữ chính Nhật Hoa tập 3. Và chúng ta có tập 4.5 của lớp học đề cao hơn lần 2 phiên bản đặc biệt và giới hạn. Rồi mời các bạn cùng chung ngược. Tiếp sau đây chúng ta sẽ cùng khám phá tập tiếp theo của kỳ án siêu nhiên nha các bạn. Đây là cái bút mát hình nhân vật được tặng kèm tập 15. Nhưng mà các bạn có thấy được một cái lần này gia công hơi kém đó. Chắc mình sẽ không hài lòng cái việc có bút mát mà bị nhăn như thế này các bạn. Nhưng mà thôi, tạm qua bút mát xinh xắn nên tạm cho qua. Chúng ta được review rồi, tập 15 được cán bóng nha. Kỳ án siêu nhiên tập 15 này phần gái về phòng biết sao. Giá tiền với những người nào các bạn mua ở các trang web điện tử hoặc của trẻ hoặc của pha Asa Online sẽ được chiết khấu nha. Đây là trang bên trong, sẽ không có trang màu nào hết. Chuyện được in trên giấy BB80 nha các bạn. Nhìn cũng khá lộn nhưng nhiều trang mà không có cái khung ảnh nào hết trơn hay không hình nào hết sẽ nhìn thấu được cái trang bên kia luôn các bạn. Đây là một số hình ảnh của kỳ án siêu nhiên và những vụ án thật là ly kỳ nha các bạn. Mình mời các bạn cùng chiêm ngưỡng, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ, ủng hộ kênh của mình nha. Xin chào và hẹn các bạn trong những video lần sau.